đau bụng là phải dùng nhân sâm. Đó, nhớ rồi. Tiếp đến alo, ở đây rồi, bác sĩ Tú đây. Hả? Sao? Đau đầu à? Mấy ngày hôm nay rồi à? Ờ, rồi, cứ nghỉ yên đấy nhá. Rồi, tôi sang tôi khám, tôi cho cái bài thuốc rồi. Chiếc đầu công, chưa khỏi ngay. Khổ quá, sáng rồi, những bệnh nhân không được nghỉ nào. Anh Tú ơi! Ờ, đây! Đang bệnh. Mới đến bao giờ đây? Đây rồi, ra rồi nhá. Đây, khổ. Đây rồi. Mày đẹp. Sao lại mặt nhăn nhó như khỉa nớt này? Mày quá, em gặp anh Tú thì em chết mất anh cơ. Sao? Em bị đau bụng, anh gì giúp em nào. Rồi, không chọn nhiều. Tay đây. Rồi, em ăn uống linh tinh gì không? Không, em chỉ ăn cơm nhà thôi ạ. Nhưng anh ơi, hả? Sao đau bụng lại bắt tay ạ? Ờ, thích. Cô bác sĩ ơi, tôi bác sĩ. Hả? Vâng, anh giúp em. Thế dạo này đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng như nào rồi? Đèn đỏ đi đâu ạ? Ngày đấy. Bệnh phụ nữ. Không ạ, em qua ngày đấy rồi. Thế à? Rồi, biết rồi. Chắc chắn là lạnh bụng rồi. Đêm ngủ cửa trần đi. Sao anh biết ạ? Đấy là nghề của tôi nhìn qua tôi biết ngay. Về mua nhân sâm nhá, về hầm cả gà vào, ăn khỏi, chữa được bệnh đau bụng. Nhân sâm chưa được bệnh đau bụng ạ? Thế mới thần kỳ chứ đấy. Tốt là chữa bệnh đau bụng là tốt lắm đấy. Ôi, thần nhá. Kỳ thế ạ? Ờ, thôi nhá, cứ thế tiến hành. Tôi về đây. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Bác sĩ đây rồi. Người đẹp đấy à? Sao đây? Chồng của em nó sốt cao quá. Em cho nó uống thuốc hạ sốt. Nhưng mà cứ hết thuốc nó lại sốt rồi. Em không biết phải làm như nào bác sĩ ạ. Sốt bao độ? 39 độ. 39 độ? Thế ho hắng gì không? Có, đau đầu, đau họng. À, thế thì rồi, chắc chắn là sốt viêm họng rồi. Về nhà đi, anh thay quần áo rồi anh sai, anh kê cho ít kháng sinh vâng, mà uống. Vâng, thế thì tốt quá, em về đấy ạ. Sao đấy? Mà đang có dịch sốt xuất huyết của bác sĩ hả? Ừ, liên quan gì, làm sao? Có được uống kháng sinh không ạ? Liên quan gì mà không được uống kháng sinh, sốt xuất huyết được uống kháng sinh thoải mái. Hả? Em tưởng là sốt xuất huyết thì không uống kháng sinh mà. À, cũng đúng, em nói chuẩn đấy. Đúng là sốt xuất huyết không được uống kháng sinh, nhưng mà theo những gì em tả vừa xong là anh chắc chắn chồng em không bị sốt xuất huyết. Về nhà đi nhá, anh thay quần áo cho anh sang. Vâng, cảm ơn bác sĩ, em về trước nhá. Rồi. Sáng giờ bao nhiêu bệnh nhân thế này, chết. Bệnh gì không bệnh, toàn cảm sốt hết, sốt rồi đau bụng, toàn bệnh vớ vẩn. Anh Tú ơi. Vào đi. Anh. Tài à, ngồi đi. Anh mới đi làm về hay sao lại mặc nguyên bộ quần áo này? Tớ vừa đi khám với mấy bệnh nhân trong xóm. Cả xóm này có mỗi mình tớ bác sĩ, cho nên là có bệnh người ta gọi tớ đến. Dạ vâng. Hôm nay sao lại giống đến nhà tôm thế này? À, anh em lâu ngày không gặp, em sang hỏi thăm chơi bời với anh tí. Cậu rảnh rỗi công việc quá nhỉ? Doanh nhân thuốc rồi. Chắc chắn hôm nay sang đây có việc gì rồi? Anh cứ nghĩ xấu em thế nào ấy. Thật tình là hôm nay em sang đây có tí việc muốn nhờ anh. Việc gì? Dạ, chẳng là ở bên em đang cần làm một số hồ sơ thành phần thuốc anh ạ. Mà anh cũng là dược sĩ thì đúng chuyên ngành của anh. Thì anh giúp bọn em rồi, có gì bọn em gửi cơm anh ạ. Thì đúng là đấy là chuyên ngành của tớ làm được. Nhưng mà tớ phải hỏi là đấy là thuốc gì, thuốc mới hay sáng chế à? Hay là như nào? Dạ, đấy là thuốc nhập khẩu chữa huyết áp anh ạ. Giá rẻ, nhưng mà bây giờ muốn làm đẹp hồ sơ ấy anh, để cung cấp cho các bệnh viện. Vì bệnh viện nước mình lại chủ yếu chỉ muốn sử dụng thuốc nhập khẩu châu Âu thôi. Thế thì chắc chắn đấy là thuốc giả rồi. Không phải thuốc giả anh, thuốc thật ạ, thật 100%. Nhưng mà chẳng qua là chỉ khác về nơi sản xuất thôi. Tức là đợt trước mình là ở thị trường Ấn Độ, mà bây giờ bọn em muốn làm hồ sơ thành ở thị trường Canada. Thì này, thị trường châu Âu ấy ạ. Tớ bảo này, thế là vi phạm pháp luật đấy. Tất cả những của rẻ không bao giờ là tốt cả. Cậu nên nhớ là như thế nhá. Anh chẳng biết gì cả. Thuốc của Ấn Độ hay là của Canada ấy, không hơn kém nhau là mấy.
thành phần nó vẫn giống y hệt nhau, chẳng qua là cái giá trị tỷ lệ và số tiền ấy anh nó chênh lệch nhau nhiều, anh hiểu không? Anh giúp bọn em làm hồ sơ lần này xong, em sẽ được hưởng khoảng 2% tổng giá trị đơn hàng. Mà tiền tỷ anh ạ, em sẽ gửi anh. Chứ anh đi chữa bệnh cả đời thì được làm sao được mấy tỷ được. Nhưng mà này, tớ bảo này, cái đấy dễ bị phát hiện không? Không thể nào mà phát hiện được, đây là thuốc xịn 100% anh yên tâm. Mà anh chỉ cần làm đẹp hồ sơ cho bọn em thôi, chứ còn toàn ông to đứng ra lo rồi, anh không phải sợ. Thôi được rồi, tớ nhận. Nhưng mà nhớ là tớ chỉ làm hồ sơ thôi đấy, có bất kể chuyện gì xảy ra tớ không chịu trách nhiệm đâu nhá. Vâng, ok. Rồi rồi, thôi được rồi, cậu về đi. Dạ, thế thì em cảm ơn anh, em chào anh. Rồi có gì em gửi công anh sau nhá. Rồi rồi, về đi, có gì tớ gọi. Em chào anh ạ. Anh đây. Hả? Cái gì? Chồng em bị bắt rồi á? Lưu Hàng phát hiện rồi á? Rồi, anh biết rồi. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Chào anh. Em ngồi xuống. Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, là hôm nay em muốn đến em nhờ anh tư vấn cho một chuyện ạ. Em là một y sĩ, em được nhờ sự trợ giúp của bên một công ty dược. Người ta nhờ em là làm giả bộ hồ sơ về những cái thuốc mà người ta nhập khẩu từ bên châu Á, nhưng mà người ta lại muốn là bán cho bệnh viện, thì người ta phải làm giả bộ hồ sơ thành là thuốc ấy nhập khẩu từ bên châu Âu đấy, để ăn cái chênh lệch ấy anh. Thì bây giờ cái lô hàng đấy nó đã bị phát hiện, không biết em có bị mắc phải cái tội gì không và cái hướng giải quyết ra làm sao, em muốn như anh tư vấn. Trước khi tư vấn thì anh muốn hỏi em một vài cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là tại cái thời điểm mà cái công ty dược phẩm kia người ta nhờ em làm cái hồ sơ giả ấy, thì em có biết là người ta mục đích của cái việc làm hồ sơ giả là người ta muốn nhập thuốc giả về hay không? Dạ, và cậu anh là người ta nói rõ với em ngay từ đầu và em cũng đã biết cái chuyện đấy ngay từ đầu, đã đồng ý á. Đã đồng ý. Vâng. Và khi mà em làm cái hồ sơ dược như thế, người ta có đưa tiền cho em hoặc là đưa một cái lợi ích gì cho em từ cái việc mà em làm không? Dạ thưa anh là có. Cái mức chênh lệch đấy thì nó sẽ có vài phần trăm, và cái người ta trực tiếp người ta nói chuyện với em thì người ta cũng sẽ trích ra một ít để người ta gọi là hoa hồng cho em. Thực tế thì em đã làm được cái việc này lâu chưa? Dạ thưa anh gần một tháng ạ. Và cái số lượng nhập về là được bao nhiêu? Dạ số lượng nhập về bây giờ hiện tại mới được chỉ một vài lô thôi ạ. Và có một lô vừa bị phát hiện. Và cơ quan cảnh sát điều tra hay là cơ quan chức năng đã có cái liên hệ gì với em chưa? Dạ thưa anh là chưa. Em mới nghe được báo cáo là cái người trực tiếp nói chuyện với em và ra nhờ em thì người đấy đã đang bị cơ quan chức năng tạm giữ. Và cái lô thuốc đấy cũng đang bị tạm giữ theo. Đối với cái hành vi của em như thế, em làm giả cái giấy tờ và cái tài liệu để phục vụ cho mục đích là nhập khẩu cái lô thuốc đó về và bán cho các bệnh viện, và cái hành vi làm giả của em là hành vi vi phạm pháp luật. Dạ. Và các cái cơ quan chức năng có thể căn cứ vào các cái hành vi đó, và đặc biệt là căn cứ vào cái việc là ông giám đốc công ty dược kia làm giả hồ sơ để nhập thuốc, và họ có thể khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với em và các cái công ty kia, có thể là khởi tố vào cái tội là tội buôn lậu theo điều 153 của Bộ luật Hình sự, hoặc là tội về làm giả, tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bởi vì cái hành vi của em là nhập cái thuốc mà không đúng rõ cái nguồn gốc xuất xứ nhằm cái mục đích là trục lợi, thì đây là cái tội nó tương đối là nặng và nó có cái tính chất nguy hiểm cho xã hội, bởi vì nó liên quan đến thuốc chữa bệnh. Và em có thể bị khởi tố cùng với họ vì có cái hành vi đó là giúp sức cho họ trong cái việc là làm giả các cái giấy tờ tài liệu này. Dạ. Thế vì vậy mà theo ý kiến của anh thì em nên cân nhắc cái việc như sau. Thứ nhất đó là em nên làm một cái đơn tự thú. Trong cái đơn tự thú này ấy, thì em cầm các cái liệt kê và tường trình lại cái sự việc từ lúc mà em gặp
ở cái ông giám đốc doanh nghiệp kia, và em đã hỗ trợ cái công ty làm những cái vụ việc đấy như thế nào. Và thứ ba là những cái chứng từ tài liệu mà em còn lưu giữ, ví dụ như là các cái bản scan ở trên máy tính, hoặc là những cái tài liệu mà đã in ra mà em còn lưu, hoặc là những cái hồ sơ lưu trên email. Và em cầm cái tài liệu đấy đến cái cơ quan cảnh sát điều tra cái vụ việc này để em tự thú, và từ đó thì em có thể được hưởng cái sự khoan hồng của pháp luật. Bởi vì cái hành vi của em là hành vi giúp sức cho cái hành vi phạm tội của cái công ty dược kia. Lúc nào em nộp đơn lên thì là hợp lý nhất anh? Thì anh nghĩ là em nên về thu thập tài liệu và làm đơn sớm nhất có thể. Bởi vì nộp càng sớm ngày nào ấy thì em càng được cái hưởng cái lợi cái ngày đó. Thế vì vậy mà theo anh nghĩ thì có thể ngay trong hôm nay hoặc ngày mai thì em liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để làm cái đơn tự thú. Và trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra thì em khai đầy đủ các cái tình tiết để có thể là hỗ trợ cho mình. Và thứ hai ấy là em có thể nhờ gia đình có thể liên hệ với các cái luật sư để hỗ trợ em nếu mà trong trường hợp mà em bị khởi tố bị can và có thể bị tạm giam, thì có thể là nhờ luật sư để trợ giúp pháp lý trong cái quá trình điều tra và trong cái quá trình là xét xử ở tòa. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, chào anh.